Đình luôn. Nguyên gia đình chắc bốn hả? Hai đứa con, hai vợ chồng. Chắc hay chưa? Trời ơi trời. Nói lại tới giờ tao nổi óc da gà luôn. Rồi bắt đầu ngủ nha, nó để đất vô từ đó tới sau không có dám ngủ cái giường đó nữa. Là không có ngủ nữa nha. Là bị đó tới sau. Đất vô. Sáng lại ra đất cát không. Dòng khi á, hai ba đêm cái nó để đất vô mụn đi. Nó đi dở cái mụn để đất trống. Thánh thiện rồi còn đêm đó tao với ông ngủ thức dậy cách làm sao không biết. Đất cái trống á. Trời Phật ơi, trời ơi, đất ở đâu trong cái mùng á. Rồi, tôi không có dám ở giữ nó đâu. Không có giữ. Chạy vô mấy bà này kể nó. Trời ơi, bà chết đó. Bà đi đám dỗ trên trển nó về đó. Chết mà để cái nhà bốn cái hàng chôn. Bốn cái hàng đó mà chôn ngay chăn. Thở nay bà ngủ ngay chăn cái chào mã đó mà bà không thấy. Nói tôi có thấy, nhỏ thấy mã không à, nhóc hết trơn. Mã biết bao nhiêu cái mã nữa. Chợ trên dầm nào á. Cái tới chừng sau này cái ổng mới đi ổng có vợ, ổng được đẻ được mấy đứa con rồi cái ổng đi chảnh đám dỗ. Ổng đi lên chảnh đám dỗ cái đằng sau. Đám dỗ rồi chiều cái bắt đầu ổng đi về. Ổng đi về thì bên vợ ổng cản nói thôi ông ơi ông đừng có về. Thì ổng chú của ông Hai Bờ á. Rồi cái đằng kia người ta cản ông, vợ cản nói thôi con ơi đừng về. Trời chuyển mưa rồi, thôi con đừng về. Cái ổng nói nhà cửa mà con bỏ có được, con đi về mới được. Cái ổng đi ra về. Thì ông chạy chưa có được giữa sông thì chìm cái chết hai vợ chồng thêm hai đứa con rồi Phật ơi chết cảnh đem về cái nhà bốn cái hàng người ta đang khóc lao động hết trơn. Rồi lúc đó thì tao về ba mình cũng được lâu lâu rồi nha, là đẻ thằng Tấn rồi đó. Cái bắt đầu cái đem ra chôn mà tao đâu có biết, cái thời gian sau cái tao mới mướn cái vườn xài ở đó mà mình không có biết, mình thấy bốn cái mã mà mình không có biết là bốn cái mã người đó. Tới đây chừng cái ta ra đó ta mới ngủ dữ xài, ngủ dữ xài sao bằng đêm mắt cái gì nha, gió nghe ào mà hơi tóc gì nè. Bà dắt đi nha, hai đứa nhỏ hai bên nha, bà đi phơi trên đợt lúa. Cái ta nằm trong mùng ta thấy, cái ta thấy gì mà lúc đó tao không có sợ ma là gì chứ. Cái thấy gì cái ta mới bước ra, tao đi ra ngoài tao dòm là mắt cái bờ chuối vậy nè. Cái tao mới bước ra khỏi bờ chuối tao mới nhìn. Tao nhìn sao bà này mới đi cật theo mé chuối mà đi phơi mới dắt hai đứa nít. Trời, bà dắt hai đứa nít mới đi cật khơi nha. Cái tao mới nói sao kỳ trời. Cái ai về mới đi lời đằng chuồng dịch á. Cái chuồng dịch của người ta mới vợ về. Cái chuồng dịch người ta mới vợ về. Tao dời cái chuồng dịch về cái bắt đầu bà đi. Bà đi lời đằng không biết bà làm sao á bà. Bà làm cái ao cái chuồng vịt nó bể chuồng ra, nó ra ngoài nó trắng giả hậu quả cho. Cái tao mới nói với ông ba này, tôi nói ông ơi bộ đây có ma hay gì. Cái ông nói ma đâu mà ma, ở đây làm gì mà có ma, mà ma gì mà ma, mà ngủ đi. Cái tôi mới nói ông nội ơi, làm như đây có ma. Tôi thấy ha, cái mẹ đàn bà mà dắt hai đứa nít đi bằng đêm mà đi dắt này luôn, hỏi ông 8-9 giờ rồi mà đi đâu mà khơi vậy trời. Ừ, lạnh hả? Ừ, đi cả khơi vậy mà xả tóc đi khơi đi lợi chuồng vịt á. Mà cái chạy tao với ba mày ngồi cái bên đó mà ổng á, bà quẹo vô bà đi khơi lại làm chuồng vịt nha. Cái vịt nó chạy ra ào ra bắt đầu nha. Cái qua đêm sau nữa tao mới ngủ, tao thấy hai mẹ con ở trong cái vườn xài đó đi tắt ngang. Mà cái chạy tao đây ha, là đi vòng cái mép dưới này nè, đi vòng ra cái đi tắt ra cặp mé ruộng nó đi khơi lại làm chuồng vịt mà dắt hai đứa con. Cái tôi nói cái này không lẽ mà bà vợ của ông chú giật trời. Cái thấy gì cái tao mới đi ra, tao đi ra tao kêu. Cái tôi nói ai vậy? Cái bắt đầu ông ba mày nói trời ơi bằng đêm hôm mà kêu làm chi, người ta đi đâu người ta đi. Cái tôi mới nói ai vậy trời. Cái sáng lại tao mới vô nhà tao mới nói sao mà kỳ vậy trời, tôi ngủ hai đêm rồi sao tôi thấy có mẹ đàn bà mà đi ra ngoài ngoài. Anh hai, cái chuồng vịt của anh mà bằng đêm mà có mẹ đàn bà nào mà dắt hai đứa con đi ra chuồng vịt anh không? Cái ông nói thiệt ơi trời, tôi ngủ mình nên tôi có mẹ đàn bà nào đâu trời, mà chó nó ruồng sao mà vịt tôi đêm nào nó cũng tản ra chạy chứ. Cái tôi nói tôi đêm nào á mới có chạng vạng, mới có 8 giờ là tôi chưa có ngủ mà tôi gặp mẹ đàn bà xả tóc dắt hai đứa nít đi cả khơi lại đằng chuồng vịt anh đó. Anh nói trời ơi trời, tôi ngủ tôi không có hay, thì tôi tưởng ma không mà tôi tưởng là chó không à, chó nó quậy cái chuồng vịt tôi mới banh ra. Cái tôi mới nói trời ơi, tôi thấy con mẹ đàn bà rõ ràng luôn, đêm nào cũng dắt hai đứa nít đi chơi. Rồi tới chừng tôi đã về
về cái bắt đầu cái mấy bà này mấy bạn nhau đó rồi vậy là sợ thím thấy là cái này cái bà kêu bằng là bà thím hai ở ngoài dàm á là bà đó là chú của chú hai bờ đó là bà chết bà đi trên cái cồn dàm nao á bà đi đám dỗ về là sống nó đánh là hai vợ chồng hai đứa con chết là bốn cái hàng chôn chung đó đó chôn ngang căng cái trại của thím đó cái tôi mới nói trời trời ơi chôn người nào sao tôi không có thấy bốn người chết một lượt thôi chết một lượt một mà tôi thấy là mã nhắm hết trơn á mà tôi không có biết cái tôi chừng mấy bữa sau bà ổng nói vậy cái tao mới thấy vậy tao ra tao mới để ý tôi nói sao mà hai cái mã lớn thì nó nằm hai bên rồi chính giữa vậy nè nghe hai cái mã nhỏ nằm cặp hai bên vậy nè cặp hai bên gì cái tôi nói rồi vậy là rõ ràng rồi cái tối đó tao ngủ cái tao niệm Phật tao ngủ cái đêm đó không thấy mà ngủ lại sáng là đất đầy mụn cho đầy mụn hết trơn á trời đất bỏ vô trong bụng thánh thiện ơi trời đất ở đâu mà cục hang đất ướt nghe không phải đất khô nghe mà hỏi chơi mùa đó nắng mà đất khô gan à mà đất ở đâu mà ướt ha cục ha mặt cầm tay nữa cầm tay bỏ vô đầy mụn hết trơn bỏ vô trong cái mụn á trời tao sợ muốn gần chết cái qua đêm sau tôi nói thôi ông ơi xài mất nhưng mất bỏ đi ông ơi mà không có dám ngủ nữa đâu cái ông nói trời ơi ma có gì bà đi ngủ đi với tôi có nhận gì đó mà ba mày làm gì cũng sợ ma không phải của tao đi theo rồi bỏ mấy bay ở nhà rồi hai đứa bay nói lúc đó hai đứa bay cũng lớn rồi cái nói con ở nhà con ngủ được ba mẹ đi ra đồng ngủ đi cái ra đồng ngủ cái đêm sau lại lội nữa lội khơi mà lội cặp bé giường nha lội mà lội tránh cái chạy mình ra cái chạy tao đây ha mà ngay chân cái đầu mã luôn là cái mã là sát bên rồi mà mấy cái mã đó mà điều đó mã dữ lắm luôn mà nó mã con nít chôn lệnh chứ thằng đi mấy tao ngủ tao nghe con nít nó gên lệnh chứ nó gên hi rồi nó khóc dữ lắm luôn mà cái chòm đó mã dữ lắm mà trời ơi trời cái giường đó hả ai đi vô trong đó là mất tiêu liền mất xác luôn á vậy là công nhận bà nhẹ bóng vía sao bà gặp hoài ừ cái ba mày thì ông có thấy cái tao thấy nó lội khơi ăn lội tuốt xuống đầu dưới ăn lội ngang nhà của đằng nhà đó cái bắt đầu lội khơi lội dài lên nữa cái tôi nói thôi thì để sắp tới ông ơi tôi không có ra ngủ với ông nữa đâu tôi sợ rồi thôi tôi sợ dữ lắm rồi cái ghê không đi nữa đâu tôi sợ rồi ai về đâu rồi tới trần vô mấy bà này kể nó trời ơi bà chết đó bà đi đám dỗ trên trển nó về đó chết mà để cái nhà bốn cái hàng chôn đó bốn cái hàng đó mà chôn ngay chăn thở nay bà ngủ ngay chăn cái chòm mã đó mà bà không thấy nói tôi có thấy nhỏ thấy mã không à nhóc hết trơn mày mã biết bao nhiêu cái mã mà nói với cái mã đó là hồi lúc đó là tao sợ em của Nghiệp không à rồi mình nghĩ là em của Nghiệp là nó linh rồi con nhỏ đó nó quá trời linh đi nó linh mà chém mà bằng đêm nó còn sắt gỗn ha còn giường của nó bằng đêm mà nó đi nó đảo vòng cái giường nó kiếm hay chưa lúc đó mà ai mà ăn cắp trái cây nhà nó là chết với nó liền nó đi nó đảo là mình cũng tưởng đâu mà tôi nói con nhỏ này con gái mà làm sao mà có con nó dắt đi cả hay khơi tôi nói mình nhớ lại là em của Nghiệp là bị xe đụng bên cầu quay chết đó là không có phải cái này nó có con mà ma cái nó dắt hai đứa con cái trần vô mày hỏi bà nói trời ơi chú hai ở ngoài dàm á là ổng tên gì đi không tao quên tên ổng nè là ổng đi đám dỗ ở bên bển á về á nó chìm xuồng gì đó người chăng cái sông dàm nao đó là chìm cái xuồng là chết hết trơn hai vợ chồng hai đứa con mà vớt được á là ba người chôn rồi còn một người là sau cùng này là cả tuần sau mới vớt dính đó. Là mới chôn được đứa con là sau này vớt dính mới chôn là chôn hai cái mã người lớn cặp kèn hai cái mã đứa nít hai bên tới chừng nói ra rồi tao ra tao gặp mấy cái mã rồi tao sợ bằng đêm tao nghe con nít nó khóc tao cũng tưởng đâu là chạy chú tư nghiệp mày con nó khóc mà ghen lại tới thằng này mình nghe ai già đâu tao nói trời cái đó tao chôn con nít dữ lắm con nít đứa nào chết người ta cũng đem ra đó tao chôn không mà là, nguyên cái giường đó lúc đó là bà giữ giường xài là ngang chăn cái mấy chà cái bộ đó chà mã đó dữ lắm chà mã cách cái con mương không cách cái mương nhỏ xíu à mã không à mà cái giường của ông hai mày á tâm là mấy chục con đất là nguyên cái giường sau không à mà ai đi vô đó là không bao giờ thấy ngự đi vô là không có thấy ngự thấy ma không có thấy ngự sao bịch hù quá đi vô trời. Đó là chết hết đi vô ai mà dám đi vô cái giường đó là đó là nói chung là không ai dám vô nghe nói cái giường đó là người ta đem mà mấy những xác chết của mấy đứa nhỏ trời rồi ơi, ta chôn người ta lại người ta chôn có biết bao nhiêu nó con út thủy đồ này kia còn ai chết là đem cái đó chôn không mà có ai đâu mà biết ở trong chú nhà đó hay mấy chục con đất mà mãn đời chưa ra đó một lần nữa che hả tao nói mày sớm mình nó đốn nó xài biết bao nhiêu nó không ai biết
không ai ở đó hết trơn á. Trời ơi, nó dắt đi khơi hen. Người ta mới hỏi anh hai thôi mới. Trời, anh hai, sao mà anh ngủ chạy dịch mà tại sao mà ai đâu mà mẹ đàn bà hai đứa con mà đêm nào tôi cũng thấy dắt lại chạy anh chơi à. Anh nói không có, tôi nói rồi ông đừng nói gạt tôi, ông có bồ hay gì. Ông nói không có, tôi ngủ có nên thôi à. Tôi nói anh thiện ơi trời, tôi gặp dắt hai đứa con. Cái bắt đầu mấy ông này mới kể ra, nó rồi vậy là thím thấy ma rồi. Là cái bà ngoài già mới chết á, hai đứa con bà với bà. Đi đám giỗ mà chết chết bốn người, nguyên gia đình luôn, nguyên gia đình chết bốn người, hai đứa con, hai vợ chồng chết hay chưa. Trời ơi trời, nói lại tới giờ tao nổi ốc da gà luôn. Rồi bắt đầu ngủ hen, nó để đất vô, từ đó tới sau không có dám ngủ cái giường đó nữa, là không có ngủ nữa hen. Là từ đó tới sau tao nói bây giờ xài mất bao nhiêu mất là tao bỏ hết á. Chiều á ba mẹ ông ra sớm, ông dặn bụng để đó ông tắm, ông tắm rồi ông vô, sáng lại ra đất cát không. Dòng khi á hai ba đêm cái nó để đất vô mụn đẹp, nó đi dở cái mụn để đất trống thánh thiện rồi. Còn đêm đó tao với ông ngủ thức dậy cách làm sao không biết, đất cái trống á, trời phạt ơi, trời đất ở đâu trong cái mụn á. Thôi, tôi không có dám ở giữ nó đâu, ông có giữ thì ông giữ đi, tôi không có dám giữ nó, tôi sợ dữ lắm mày, tôi sợ dữ lắm, sợ luôn. Ôi trời ma gì mà thấy mà ớn lạnh như trời. Người ta cũng nghĩ là tao nói nếu mà ma thì con nhỏ kia nó học sinh, nó mặc áo dài thường thường, nó đi nó nhát đằng này nó nhát Mỹ á, thì đó là chạy té đái quần rồi, chạy té đái quần rồi, tóc nó phơi gì nè, nó không có cái đầu nó dẹp đét rồi. Lúc nó chết là xe cán cái đầu nó dẹp đét, là nó đi phơi là nó sát danh. Thì mình nghĩ nó mà tại sao nó có dắt hai đứa con mà cái này không phải. Cái đằng này mấy ông này mới nói rồi, ơi thím thấy vậy là không có phải rồi, thím thấy vậy là ông già hai ở ngoài dàm á, ông đi trên dàm nào, ông đi nhà vợ, ông dỗ nhà ông về vợ ông á, là đất đó chiều rồi, người ta kêu ông ở lại, ông không chịu ở, ông đi về, ông cố tình ông đi về, mà trời chuyển mưa, người ta nói thôi con ở lại đi, đừng có về, ông nói hô về mới được, nhà ông có ông già nữa, ông phải về, ai về ông chưa ra tới giữa sông, mới ra con khúc chết, tao sợ luôn. Kỳ mà tao đi đám dỗ với ông Năm mày đi cái chẹt đó nha, mà đi trên sông Dàm Nao là đi trên đám dỗ nhà bà Bảy mày đó. Tao đi đám dỗ rồi về dắt chiều. Thánh thiệt ơi trời, tao tưởng đâu tao chết giữa sông đó rồi. Tới giờ là cha tao kêu tao đi lần thứ hai nữa, không bao giờ tao đi. Tới cái đời mà tao chết xuống lỗ, không bao giờ tao đi qua con sông đó nữa. Thánh thiệt ơi, cái thằng Tùng mà nó cầm cái lấy cái máy đó hen. Người cha mày lại cầm tiếp hen. Tao nói với mày ha, đánh hình lên rồi đưa xuống, hình lên đưa xuống. Trời ơi, tao niệm Phật ha, tao nói tao dịnh cái chẹt ha, mà tao nói thôi tao tưởng tao chết chẳng đó nữa. Rồi sau này về mới nghe nói ông này nè với bà này chết nè, chết đi chặt con sông đó đó. Đi đám dỗ thì đó, đi đám dỗ bằng cái chẹt, người ta đâu có biết vụ mà chết đó, con sông đó đâu. Nó dần sao về nghe nó nói. Trời ơi trời, tôi nói thôi trời đi sắp tới em tới đời mà tôi chết xuống lỗ, tôi không bao giờ đi ngang con sông đó nữa đâu. Tôi sợ rồi. Qua nhà ông Bảy mày tao đi đám dỗ một lần một tới giờ tao đâu dám đi nữa. Thì con sông Dàm Nao đó chỗ đó có giọt nước sấy dữ lắm mà. Bà không có phải như con sông mà bên Mỹ Hòa Hưng mà ông con sông bên đây. Như con sông mình là còn mấy hơn mình. Con sông đó anh, ta nói trời chuyển mưa thôi. Là sóng nó đánh mà đưa lên đưa xuống mà. Thằng Tùng với ba mày mà cầm cái máy đó hen, hai người mà cầm cái máy mà không muốn lợi. Trời ơi chặng đó mà qua tới bờ rồi tao nói thao không còn một miếng máu nào hết trơn, tao gung không còn một miếng máu nào hết. Tao nói là chết rồi, chết chặng đó. Tao đi đám dỗ nhà ông Bảy mày chứ. Tao nói thôi tao quá trời sợ rồi, tao sợ. Bởi vì hai vợ chồng hai đứa con mà thổi mẹ cái chẹt mà còn không chịu nổi. Cái xuồng á nó đưa một cái giọt một giọt nhỏ là chết rồi. Chết rồi đâu có còn sống đâu. Vì hai chồng hai đứa con đi bằng xuồng. Hai vợ chồng hai đứa con đi bằng cái xuồng. Mà ông về vợ ông thấy trời chuyển mưa rồi ông mới cản. Ông nói thôi con ơi đừng có về. Mà ông nhất quyết là ông phải đi về, ông đi về mới được. Mà hỏi cái sông Dàm Nao là cái sông đó là cái sông nguy hiểm nhất. Mà ông dám chạy ngang sông về. Về ai về đâu, ông chưa có ra giữa sông. Nói cặp mé bờ là sóng đánh là chìm là ông chết hết trơn. Chết hết trơn luôn. Ông biết lỗi nha, nó ông biết lỗi mà tại vì ông lội, ông nắm níu con cái ông rồi ông lội là ông bợ con cái ông sao đó. Người ta nói là bắt đầu chìm chết hết trơn luôn. Dưới sóng nó đánh nhập tới là chìm chết hết trơn luôn. Chớ nói là nói ông biết lỗi. Ông biết lỗi bởi vì chết hai vợ chồng hai đứa con. Mà chôn bốn cái mã nhóc hết trơn, tao không có biết. Lúc đó tao mới ra tao giữ xài. Tới dần sau tao mới vô tao kể cho sớm nghe. Cái sớm đấy trời Phật ơi, bà giữ cái chăn chỗ đó thả đời nay. Hai vợ chồng chú hai đó, ông đi bên trong Dàm Nao á, ông đi đám dỗ về ông chết. Rồi là chết hai đứa con, rồi hai vợ chồng ông nữa. Cái tôi nói vậy, ông đâu có linh. Ông nói tại sao mà tôi thấy bà,
Tôi thấy bả bữa nào bả cũng dắt con, bả cho bả dắt hai đứa hai bên, một đứa lớn, một đứa nhỏ, một đứa con gái. Bên này nha, đứa con gái thì nó hơi bự bự mà nó cũng xá tóc. Còn thằng con trai thì nó nhỏ, nó lùng lùng ở dưới này nè. Thằng trai nhỏ xíu vậy nè, nó lùng lùng vậy nè. Còn nhỏ con gái thì nó cao cao cỡ tới cái vai tao vậy đó. Là dắt đi mà người nào cũng xá tóc hết trơn á. Mà dắt đi thì mình cái mặt thì mình không có thấy, mà mình thấy cái lưng không à. Thấy cái lưng không à. Mà thấy thì thấy mặc cái áo đen. Còn cái thằng nhỏ á thì nó mặc cái áo làm như là hơi sáng trắng. Nó hơi trắng trắng thôi chứ nó không được trắng. Đó. Mà đêm nào cũng dắt đi ngang, đi cặp khơi, cặp khơi. Đi lại tới bè dịch nó làm cho dịch nó sợ. Dịch nó sợ đêm nào cũng bể chuồng chứ. Dịch đêm nào cũng bể chuồng đi ra. Cái tao cũng tưởng là tưởng là em của nghiệp. Lúc đó là nó chết con đó là nó quá trời linh, là nó linh cơ bằng cái cộn đó là ai cũng sợ nó. Nó quá trời linh rồi. Thế đời nay là nó là cái giường là bị ông cầm cái chăn cái đầu giường của nó. Là ông ngủ đó đó. Ai già đâu sáng lại tao hỏi anh hai nay. Mà điểm hôm á mày dịch của anh á, anh cầm đó đó. Mà sao tôi nghe ồn ào quá, mà với có mẹ đàn bà mà hai đứa con, mà sao dắt đi lại cái giường à, đi lại cái trại anh hoài á. Rồi bà nào á, mà lúc đó tao biết là bác hai mày thâu dở rồi. Ừ. Thâu dở rồi đâu có bà nào đâu. Nên tôi tưởng bà nào là bà đi vô thăm ổng thôi. Ừ. Mình cũng nghĩ là bà nào đi vô thăm ổng. Cái mình mới hỏi anh hai, có bà nào đi vô thăm anh không mà sao mà bà xả tóc mà bà dắt đứa con gái, một thằng con trai. Mà tới chừng sáng lại tao mới hỏi, tới chừng bữa sau lại nữa tao mới hỏi, tao vô tao tả cho xóm nghiền nghe. Thì chị Tư Thành bà mới nói, bà nói thím ơi, là nhà của chú Hai Bờ ngoé, là chú ruột của ổng á, chú ruột của ông Hai Bờ á, mới là chết. Ổng đi bên sông Dầm Nao á, ổng đi đám dỗ về, là rồi cái con sông đó, là mới trời chuyển mưa hà, là ông về vợ ông mới cản, nói thôi con ơi đừng có về. Trời chuyển mưa rồi nhưng mà ổng không có nói, ổng biết có con sông đó nó linh thiêng lắm, nó sống dữ lắm sống. Rồi ổng mới nói, ổng nói ổng cản hoài, ổng nói thôi con ơi sáng hay về. Ông này ổng nói không có được, con phải đi về mới được. Mà hỏi đi cái xuồng, mà cái xuồng thước ba mà nhắm gì. Rồi hai đứa con ngồi chính giữa, vợ ở trước. Mà ổng chạy chưa có được giữa sông nữa. Mà nghe nói là ở trong này người ta còn gặp cái xuồng ổng mà. Ông và vợ thì thấy trời chuyển mưa, ông và vợ còn đứng gặp cái xuồng ổng là chìm xuống. Mà người ta không có ra cứu được. Sống ập tới là người ta không có ra cứu được, mà không ra cứu không được. Sóng gió gì là sao dám ra được. Mà chết là trơn, chết là trơn. Mà nghe nói ổng biết lỗi. Mà cách làm sao mà ổng muốn chết luôn. Theo người ta độ, người ta nói chắc độ ổng buông cái máy ổng chạy lại, ổng ôm vợ con hả? Ổng ôm vợ con, ổng lưu luyến vợ con, ổng rồi ổng chết theo vợ con ổng luôn. Là chết hết trơn. Là cái nhà để ba cái hàng song song nha. Tới chừng sau mới vớt được thằng nhỏ, là mới để luôn là bốn cái hàng. Mà tao quên hỏi là ngoài chết sao, đứa con trai hay đứa con gái không. Mà lúc tao gặp là thằng trai đứa con gái. Là tao gặp đi khơi nó là thằng trai đứa con gái. Tới chừng nghe mấy ông này nói rồi tao sợ. Mình thì mình không có sợ ma. Mà mình nghe nói rồi mình ớn không có sợ. Mà tao ngủ thì tao không có sợ ma. Tới chừng á mình không thấy nó nữa, cái mình ngủ tới sáng rồi. Thánh thần ở trời đất đâu bỏ trong mùng hai ba cục. Cái ông này ông nói ai đi ngang dẫn chơi bà ơi. Thánh thiện trời mà làm hai ba đêm vậy đó. Thì nói thôi thôi mà tôi không có ngủ nữa đâu. Ông có ngủ thì muốn nên ông đi. Tôi không ngủ nữa đâu. Thôi tôi không ngủ nữa đâu. Kết thúc câu chuyện là hết rồi đó. Có nhiều đó. Để tao vô.